Phát biểu tại buổi gặp mặt kỷ niệm, ông Lê Xuân Huy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhấn mạnh, cùng với sự phát triển của du lịch Việt Nam, trong những năm qua, du lịch Hà Nam đã có bước phát triển vượt bậc. Năm 2019, tổng lượng khách đến với Hà Nam đạt gần 3 triệu lượt khách, tổng doanh thu du lịch ước đạt hơn 700 tỷ đồng. Hà Nam hiện có 120 cơ sở lưu trú với gần 1.800 buồng và 36 doanh nghiệp lữ hành nội địa đang hoạt động hiệu quả. Công tác quảng bá xúc tiến thương mại ngày càng được đẩy mạnh, đa dạng hóa về nội dung và hình thức. Với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tích cực chủ động tham mưu và xây dựng nhiều quy hoạch, các văn bản quy phạm pháp luật để quản lý tài nguyên và xây dựng các dự án đầu tư phát triển du lịch tiêu biểu như quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Hà Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, quy hoạch tổng thể phát triển du lịch quốc gia Tam Chúc đến năm 2030, đề án xúc tiến quảng bá du lịch tỉnh Hà Nam.